này chính xác những gì em muốn đấy. Quay đi nhanh hơn là sẽ cốn đi. Lúc cả em về lúc Paris rất rộng nhé đúng không? Lúc khác thì chả lúc này phi nhanh thế. Anh em đi qua đây cũng có chỗ vệ sinh. Khỏe nhỉ, nhau mẹ lắm đấy. Trời sướng lắm đấy.
đấy lại quay thành cái dốc nó lên từ từ chuyển số. Đúng rồi, khả năng thế ông đứng ở đây mát thì thế thì sau có vẫn trôi mới ao đầu. Ui, dốc này thì nghĩa leo lên được rồi. Dốc thật đấy. Anh có bình tĩnh mà. Dốc này khoảng tầm bao nhiêu, anh Thắng bao nhiêu độ? Đi nữa. Nhà lầu xe hơi đấy, chát dí bùi. Đi nhà này à.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.